Đâu, nấm chỉ với xem. Nấm chỉ với xem nào. Con trâu, con ngỗng đúng rồi. Con ngỗng đúng rồi. Con gì nữa? Nấm chỉ xem. Nấm chỉ bố xem. Đây, cái này, bụng này nấm chỉ bố xem nào. À, nấm chỉ xem. Con gì đây? Con gì? Con trâu đúng rồi. Con gì đây? Con ngựa đúng rồi. Con gì đây? Con gì đây? Đây. Con ngan. Ừ. Con ngan. Con gì đây? Con gì? Con gì? Con gì đây? Con chó gâu gâu đúng rồi. Con gì đây? Con gà trống. Con gà trống đúng rồi. Con gì đây? Con gì? Con vẹt. Con gì đây? Con gì? Cá heo. Cá heo á? Cá vàng. Thế con gì đây? Con gì? Câu. Câu đúng rồi. Con gì đây? Con gì? Con gì? Nắm nhìn con đây mà. Nhìn đây. Con gì đây? Con cừu đúng rồi. Con gì? Con gì đây? Đây. Bố chỉ đây mà. Con gì? Con hơn. Con hơn đúng rồi. Con gì đây? Đây, con gì đây? Đây mà, bố chỉ đây. Con gì đây? Con gì? Con gì con? Con gì? Con gì? Nằm nói bố xem con gì? Đây mà. Con gì? Nằm chỉ con gì nè? Con vịt. Con vịt đâu? Con vịt. Đâu? Con vịt. Đúng rồi, trời cá. Con gì nữa? Con gì nữa? Con gì nắm tự chỉ xem nào, con gì nè? Vượt câu đúng rồi. Đâu nắm chỉ xem con gì nữa? Con vịt. Con lợn đúng rồi. Con gì nữa? Con gì nữa đâu? Đây thì bố chỉ cho nắm xem vào con gì đây? Con gì đây? Con mèo đúng rồi. Con chó gâu gâu đây. Con gà trống đây đúng rồi. Con vẹt đâu? Con vẹt đâu? Nắm chỉ xem con vẹt đâu. Con vẹt đâu? Thế con thỏ đâu? Nắm chỉ con thỏ xem. Con thỏ đâu? Con cá. Đúng rồi, giải cá. Con bò đâu? Con bò. Con bò. Con bò đâu nhỉ? Thế là con trâu chứ. Con bò mu mu đâu? Bò đây. Con gì đây? Ngựa. Con ngựa đúng không? Con gì đây? Cá chép. Cá chép á? Cá vàng. Con gì đây? Con gì? Con gì nhỉ? Con gì lắm nhỉ? Con gì? Con ngỗng. Rồi, high five. High five nào. Con gì đấy? Con gì đấy? Con gì? Con ngỗng. Con ngỗng đâu? Con ngỗng đi. Đúng rồi, giải cá. Thì con ngan đâu? Nắm chỉ con ngan xem. Con ngan đâu? Con ngan nhà bằng lại đâu nhỉ? Có bảo. Không bảo. Thì high five. High five, kết thúc bài học nè. High five, high five, rồi giải cá.